Xin kính chào các bạn và các vị. Hôm nọ mình vừa mới đăng cái status lên Facebook nói rằng mình đi sửa cái máy tính thì bị khuyến mãi thêm cái màn làm mất ổ cứng. À, mất dữ liệu ổ cứng. Ai cũng có rất là quan tâm, đứa thì chửi, thằng thì mắng, thằng thì cười chê. Nói chung ai thể hiện là sự quan tâm đến mình. Và các bạn cũng không cần phải cười mình vì những dữ liệu quan trọng để review mình đã để trong cái cục này. À, thực ra đây là cái bao bảo vệ nó. À, đây là cái ổ cứng My Passport Ultra của VKD mà mình sử dụng mua từ cái lúc mình bắt đầu làm review, tức nghĩa là bắt đầu vào tháng 1 tháng 8 năm ngoái. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn xem là mình đã chứa cái gì trong này và cái này có nó hiệu quả như thế nào cho các bạn biết. Đó là nên sao lưu dữ liệu bằng cách thường xuyên. Ổ cứng VKD My Passport Ultra thì có 4 mức dung lượng khác nhau là 500GB, 1T, 2T, 3T cho thoải mái các bạn lựa chọn với từng mức giá. Các phiên bản này có nhiều màu sắc, trong đó cả màu hồng đậm rất là độc. À, như cái của mình này, đây là gọi hồng thâm sau khi bị đâm nhiều lần. Thì cái này thiết kế không quá cồng kềnh, rất nhẹ do chủ yếu làm từ nhựa và dày 15,4mm, khoảng gấp đôi một con iPhone 6. Vậy nên việc mang theo cái My Passport Ultra này rất dễ, thậm chí là cho là cả túi áo trước hoặc túi quần của con trai nó mặc quần rộng ấy. Ở bên cạnh, My Passport Ultra sẽ có một cổng kết nối duy nhất kèm với cáp đồng hồ phụ kiện đi kèm. Đây là cáp chuẩn USB 3.0. Và nếu mà laptop các bạn cũng có cái chuẩn này thì so khả năng đọc ghi dữ liệu lên tới sắp xỉ 118MB/giây, rất là bá. Ổ cứng dung lượng 1T có dung lượng trống thực tế là 931MB, vì mình chơi có loại 1T thôi, không chơi loại dung lượng cao quá làm gì. Hiện tại thì mặt bằng chung các laptop đều có ổ từ 500GB cho đến 1T. Và nếu mà các bạn mua thêm cái cục này thì coi như là đã có hai laptop để chứa dữ liệu, rất là phê. Mà quan trọng là các file chứa My Passport Ultra ấy, thì mang theo chia sẻ dữ liệu dễ hơn. Và đây là lý do tại sao mà mình dùng cái này. Nên nghĩa là nếu mình làm review copy từ máy này chuyển sang máy khác mà mình muốn edit nó dễ hơn nhiều, thay vì là mình cứ phải copy qua thẻ nhớ các thứ rất là mất thời gian. Với dung lượng 1T này thì mình có thể chứa được nhiều thứ sau. Ví dụ như là trung bình một bộ phim HD trên mạng tải về khoảng là 4GB, một video hoàn thiện của bài review mình rơi vào khoảng 1,5GB, và mỗi tấm ảnh chụp rơi vào khoảng 5-7MB. Chúng ta sẽ sử dụng My Passport Ultra chứa được đến tới 225 bộ phim HD, 620 video review và hơn 18.000 tấm ảnh. Tính ra sơ sơ là học số toán thì nó không biết bao nhiêu, nói chung là nó chứa được nhiều. Nhưng mình thấy thú vị nhất là việc chứa toàn bộ các file media này thì khi mà mình cần mình có thể cắm vào TV chia sẻ với gia đình cùng xem. Xem ảnh hoặc sau này đi du lịch cũng chỉ cần mang ổ cứng theo, chứ không cần nhất thiết là phải mang theo cái laptop để cắm vào TV. Vì các bạn đã biết là hiện nay TV ấy mà hỗ trợ cổng USB đã có rất là nhiều và phổ biến rồi. Chúng ta chỉ cần mang theo ổ cứng cắm vào TV là chúng ta có thể giải trí khi đi du lịch. Và ngoài ra chiếc My Passport Ultra này thì chẳng cần phải sạc gì, các bạn cứ cắm vào là kết nối có thể sử dụng được luôn, truy cập vào dữ liệu. Ở trong My Passport Ultra thì nó không chỉ đơn giản là cái ổ cứng mà còn đi kèm rất nhiều phần mềm hữu ích. Mình chưa dùng ổ cứng khác trước đây bao giờ vì thế mình không biết là nó có khác gì hay không, nhưng anh em có thể xem qua xem. Như chúng ta có phần mềm VKD Backup. Phần mềm này sẽ tự động sao lưu dữ liệu máy tính vào ổ My Passport Ultra hoặc lên Dropbox cho người dùng. Chúng ta có thể thiết lập thời gian tự động sao lưu và có thể chủ động lựa chọn ổ cứng dữ liệu để có thể backup lại. Điều này rất cần thiết cho các file làm việc quan trọng, đôi khi chúng ta mãi làm việc quên mất là không phải là lưu file. Và may mắn thay, nếu mà file đã bị hỏng và chúng ta đã có sao lưu lại trên My Passport hoặc Dropbox hoàn toàn tự động thì có thể lấy lại được. Ngoài ra nó còn có một công cụ Utility Setup cho phép kiểm tra tình trạng hoạt động ổ cứng, xóa các file không cần thiết và đưa ổ cứng vào trạng thái ngủ tiết kiệm năng lượng. Và cuối cùng là phần mềm Security Setup. Đây là tính năng mình rất là yêu thích ở trên VKD Backup. Nó cho phép khóa mật khẩu mỗi khi truy cập vào cái ổ cứng này, giải quyết vấn đề tránh trường hợp bị ăn cắp, mất trộm dữ liệu cá nhân bị người khác lấy, hoặc bạn bè người nhà sử dụng chung truy cập lung tung vào các file chúng ta mà biết là con trai hay chứa các đường dẫn rất là lằng nhằng thì biết đâu đấy đèn có bị tìm ra. My Passport Ultra đã mất khá lâu nhưng mà vẫn rất là nhiều người ưu chuộng. Đây là lý do tại sao khi mà mình mua, mình hỏi ý kiến nhiều bạn bè thì toàn khuyên mình mua cái dòng này. Dòng sản phẩm này có thiết kế thời trang ưa nhìn, nhiều màu sắc, nhẹ và không quá dày, sử dụng chuẩn 3.0 với tốc độ đọc ghi tương đương với ổ cứng gắn trong và nhiều phần mềm hữu ích đi kèm. Sản phẩm này có giá bán tại Việt Nam dao động từ khoảng 1,4 cho đến 4,4 triệu cho các dung lượng từ 500GB cho đến 3T. Và My Passport Ultra thì có 4 màu: đỏ, trắng, xanh, navy và đen. Và sắp tới là các dịp như 20 tháng 10, 20 tháng 11 có thể mua về tặng gấu, mẹ hay là giáo viên nhân dịp các ngày lễ đặc biệt cũng được ấy. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.